Đây là những hình ảnh mà camera chuyện tưởng nhỏ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai ghi nhận tại tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa. Lên ý tưởng và tính toán chi phí cho hoạt động, nhóm các bạn trẻ này không ai khác chính là đoàn viên thanh niên của phường Bửu Long. Chạy dọc theo tuyến đường này và không quên mang theo những phần quà các bạn sẽ trao cho những người cơ nhở, những người già neo đơn, người bán vé số. Không cần biết họ ở đâu, chỉ cần nhìn thấy họ các bạn tận tay trao những phần quà là những nhu yếu phẩm lấy việc làm từ thiện là niềm vui cho mình các bạn tự mang trong mình ý thức trách nhiệm với cộng đồng